Cổ nhân dạy, ở đời, người thông minh có 3 điều không hỏi, 5 câu không nói. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ ở kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng người Trung Quốc thời Tống, Tô Đông Pha, từng nói câu, đại dũng nhã thiết, đại trí nhã ngu, ý chỉ rằng người thực sự dũng cảm thường có vẻ bề ngoài như kẻ nhút nhát, trong khi người thực sự thông minh lại có thể trông giống như kẻ ngốc nghếch. Đây không phải là một sự nhầm lẫn, mà là một sự thể hiện của sự khiêm tốn và sâu sắc. Người thông minh thực sự biết rằng không phải mọi sự việc đều cần được bàn bạc rộng rãi và không phải mọi câu hỏi đều cần được đặt ra. Vị trí và danh tiếng không phải là những thước đo chính xác nhất của trí tuệ. Đôi khi chính sự im lặng và khả năng giữ mồm giữ miệng mới là biểu hiện cao nhất của sự khôn ngoan. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại ngày nay, khi mà thông tin có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt và mọi lời nói đều có thể được ghi lại và phân tích. Vì vậy, chúng ta hãy học cách quản lý lời nói của mình, biết khi nào nên nói và khi nào nên giữ im lặng. Điều này không chỉ giúp chúng ta tránh được những rắc rối không đáng có, mà còn giúp xây dựng một hình ảnh cá nhân chín chắn và đáng tin cậy. Ngày hôm nay, hãy cùng với sách Nói Minh Triết tìm hiểu xem những điều người thông minh không hỏi và những câu nhất định không nói là gì nhé. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm. Cổ nhân dạy, ở đời, người thông minh có 3 điều không hỏi và 5 câu không nói. Vậy thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem, giữa vô vàn những đúc kết tinh hoa từ những người xưa, thì đâu là 3 điều mà người thông minh sẽ không bao giờ hỏi. 3 không hỏi đó là: thứ nhất, không liên quan đến mình thì đừng hỏi. Có câu chuyện thế này, chị Hà làm việc trong một công ty lớn và có một đồng nghiệp tên là An. An dường như đang gặp vấn đề với người quản lý của mình và mỗi ngày thì chị Hà đều nghe thấy An nói về những khó khăn này với các đồng nghiệp khác tại nơi làm việc. Mặc dù chị Hà cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của An và bản thân cũng tò mò muốn biết chi tiết hơn, chị quyết định không hỏi thêm về vấn đề này hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan. Chị nhận ra rằng đây là một vấn đề nội bộ giữa An và người quản lý, và không liên quan trực tiếp đến công việc của chị. Một ngày, trong giờ nghỉ trưa, một nhóm đồng nghiệp của chị, bao gồm có cả An, đã tụ tập và bắt đầu bàn tán về tình hình, với những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào người quản lý. Chị Hà lựa chọn không tham gia vào cuộc trò chuyện này và thay vào đó, dành thời gian nghỉ ngơi và đọc sách. Sau này, khi cuộc điều tra nội bộ được tiến hành để xử lý xung đột giữa An và người quản lý, những đồng nghiệp tham gia vào cuộc thảo luận đã bị hỏi thăm và điều tra về vai trò của họ trong việc khuếch đại mâu thuẫn. Chị Hà, do đã giữ khoảng cách và không tham gia, không bị liên lụy vào cuộc điều tra này và được coi là một nhân viên không gây rối. Qua ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng việc giữ khoảng cách với những chuyện không liên quan trực tiếp đến mình không chỉ giúp cho chị Hà tránh được những rắc rối không cần thiết, mà còn giữ được uy tín và sự tập trung vào công việc chính của mình. Đây là minh chứng cho thấy việc tôn trọng không gian và giới hạn của người khác, cũng như giữ cho bản thân không dính líu vào những chuyện không cần thiết, là hành động khôn ngoan và thực sự cần thiết trong môi trường làm việc hiện đại. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải 2 loại chuyện, đó là những chuyện không liên quan đến mình và những chuyện liên quan trực tiếp đến bản thân ta. Có một quan niệm mà nhiều người vẫn thường nghĩ rằng mọi sự việc xảy ra xung quanh đều có ảnh hưởng đến họ, và nếu không có sự hiện diện của họ, mọi thứ sẽ không thể tiếp tục. Tuy nhiên, sự thật thì không phải như vậy. Trái đất này vẫn sẽ quay đều và cuộc sống của người khác vẫn sẽ tiếp diễn, dù chúng ta có mặt hay là không. Chính vì vậy, một nguyên tắc quan trọng mà chúng ta nên nhớ là không liên quan đến mình thì đừng hỏi. Điều này không chỉ giúp giảm bớt sự tò mò không cần thiết, mà còn tránh được việc can thiệp vào những vấn đề không thuộc về mình, từ đó giảm thiểu rắc rối cho cả bản thân và người khác. Có thể chúng ta mang ý tốt khi muốn biết và hiểu về những điều không liên quan đến mình, nhưng không phải lúc nào lòng tốt cũng được hiểu đúng và trân trọng. Đôi khi, sự can thiệp của chúng ta có thể làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Việc tôn trọng không gian riêng tư và giới hạn của người khác là một hành động của sự tử tế và sự khôn ngoan. Khi chúng ta không đâm đầu vào những chuyện không liên quan, chúng ta không những giúp tránh khỏi những rắc rối không đáng có, mà còn giúp duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh. Điều này thể hiện sự chín chắn và hiểu biết sâu sắc về cách thế giới vận hành. Vậy nên, quý vị hãy nhớ rằng, không phải mọi chuyện xảy ra xung quanh đều cần sự quan tâm hay là can thiệp của chúng ta.
Học cách lựa chọn những gì thực sự quan trọng để dành thời gian và năng lượng là bước đầu tiên để sống một cuộc đời thanh thản và ý nghĩa hơn. Thứ hai, đó là tương lai bất định, không nên hỏi. Hãy xem câu chuyện về Minh, một nhân viên luôn làm việc chăm chỉ. Nhưng thay vì tập trung vào những gì anh có thể làm mỗi ngày để cải thiện kỹ năng của mình và đóng góp cho các dự án hiện tại, Minh lại dành quá nhiều thời gian để theo dõi tin tức về đối thủ cạnh tranh và lo lắng về khả năng công ty có thể không tồn tại trong vài năm tới. Điều này khiến anh không thể tập trung hoàn toàn vào công việc của mình và kết quả là hiệu suất làm việc của anh bắt đầu suy giảm. Một ngày nọ, sếp của Minh gọi anh vào văn phòng và giải thích rằng mặc dù tương lai là điều không ai có thể dự đoán chính xác, nhưng điều quan trọng là Minh cần phải tập trung vào việc cải thiện bản thân mỗi ngày và góp phần vào sự thành công của nhóm. Sếp khuyến khích Minh đặt niềm tin vào công việc hiện tại và tiếp tục phát triển kỹ năng, thay vì lo lắng quá mức về những điều không chắc chắn của tương lai. Sau cuộc nói chuyện đó, Minh bắt đầu giảm bớt thời gian dành cho việc lo lắng và tập trung vào việc hoàn thành công việc của mình một cách hiệu quả nhất. Anh nhận ra rằng việc tập trung vào hiện tại không chỉ giúp anh cảm thấy ít áp lực hơn, mà còn cải thiện đáng kể chất lượng công việc của mình. Kết quả là, Minh không chỉ tăng cường được vị thế của mình trong công ty, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của cả tổ chức. Câu chuyện này cho thấy tầm quan trọng của việc tập trung vào việc hiện tại và làm tốt công việc hiện có, thay vì lo lắng về những điều bất định của tương lai mà chúng ta không thể kiểm soát. Quý vị thân mến, trong văn hóa Trung Quốc, có một câu ngạn ngữ rất thâm thúy, đó là muộn thanh phát đại tài, nghĩa là đôi khi việc giữ im lặng và không khoa trương có thể là cách hiệu quả nhất để bảo vệ lợi ích của bản thân trong những tình huống chưa rõ ràng về tương lai. Thay vì liên tục hỏi han, điều tốt nhất chúng ta nên làm là tiếp tục nỗ lực âm thầm. Không ai có thể dự đoán chính xác tương lai, nhưng những gì chúng ta có thể làm là tập trung vào hiện tại và làm tốt những gì đang có ở trong tay. Khi chúng ta quá tập trung vào việc tìm hiểu và lo lắng về những điều chưa xảy ra, điều này chỉ làm cho tâm trạng của chúng ta trở nên hoang mang và rối loạn, làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung và nỗ lực hiện tại. Một ngạn ngữ khác cũng được yêu thích trong văn hóa người Trung Quốc, đó là đàn hành hào sự mạc vẫn tiền trình, nghĩa là hãy làm tốt những việc cần làm và cố gắng hết sức trong hiện tại, mà không cần phải lo lắng quá nhiều về tương lai hay là vướng bận về quá khứ. Quý vị luôn nhớ rằng, cách tốt nhất để đảm bảo một tương lai tươi sáng là làm việc chăm chỉ và tập trung vào những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Bằng cách này, chúng ta sẽ xây dựng được nền tảng vững chắc cho bất kỳ điều gì tương lai mang lại. Thứ ba, đó là truy cầu tới cùng không hỏi. Mình có một người đồng nghiệp thân thiết tên là An. Người gần đây bắt đầu đến văn phòng muộn hơn bình thường và có vẻ mệt mỏi, không tập trung như trước đây nữa. Trong những cuộc họp, An thường trầm lặng và ít đóng góp ý kiến hơn. Mình biết An là người rất chuyên nghiệp và luôn đúng giờ. Vì vậy sự thay đổi này khiến cho mình lo lắng và tò mò. Một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa, mình đã quyết định hỏi An về tình hình và bày tỏ sự quan tâm của mình, hỏi liệu có điều gì mình có thể giúp đỡ được hay không. An mỉm cười cảm ơn mình vì đã quan tâm, nhưng nói rằng mọi thứ đều ổn và không muốn nói thêm về điều đó. Mình nhận thấy An có vẻ không thoải mái khi nói về vấn đề này. Thay vì tiếp tục hỏi thăm sâu hơn, mình đã quyết định tôn trọng mong muốn của An và không đề cập thêm về vấn đề này nữa. Mình tiếp tục thể hiện sự hỗ trợ bằng cách giúp đỡ An trong công việc khi cần và duy trì thái độ tích cực và bạn bè như bình thường. Sau một vài tuần, An tự nguyện chia sẻ với mình rằng cô ấy đang trải qua một số vấn đề về gia đình nghiêm trọng, khiến cô ấy bị căng thẳng và mất ngủ. Cô ấy cảm ơn mình đã không ép buộc cô ấy chia sẻ khi cô ấy chưa sẵn sàng và cho biết sự kiên nhẫn và hiểu biết của mình đã giúp cô ấy cảm thấy thoải mái và hỗ trợ hơn trong môi trường làm việc. Câu chuyện này cho thấy sự tôn trọng không gian cá nhân và cảm xúc của người khác, đặc biệt là trong một môi trường nhạy cảm như ở chỗ làm việc, có thể giúp xây dựng lòng tự tin và mối quan hệ chặt chẽ hơn. Khi chúng ta không truy cầu tới cùng, bạn cho người khác cảm giác được tôn trọng và an toàn. Điều này có thể mở ra cánh cửa cho họ sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn khi họ cảm thấy thoải mái. Thưa quý vị, trong học tập, việc hỏi đến nơi đến chốn thường là cách tốt nhất để nắm bắt kiến thức sâu sắc. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ xã hội và tình cảm, việc truy cầu tới cùng lại không phải lúc nào cũng là điều nên làm. Có câu nói, nước trong quá thì không có cá, người tò mò quá thì không ai muốn kết giao.
Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách nhất định để tôn trọng không gian riêng và những bí mật nhỏ của người khác. Đào sâu vào từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc đời người khác đôi khi lại làm tổn thương nghiêm trọng đến mối quan hệ. Giống như việc càng đào sâu vào gốc rễ của vấn đề, chúng ta càng làm cho vết thương của người khác càng lớn. Đôi khi, sự ngây thơ hay vờ như là không biết đến những điều mà người khác không muốn chia sẻ lại chính là cách bảo vệ họ. Quý vị thấy đấy, thế giới không chỉ đơn giản là trắng hoặc đen. Giữa hai màu này, tồn tại một vùng màu xám rộng lớn, nơi chứa đựng những câu chuyện, những bí mật không thể nói ra, dù là bạn bè, người yêu, cha mẹ hay là con cái. Mỗi người đều cần có một không gian riêng để thở, để sống những khoảnh khắc của riêng mình mà không bị soi mói. Hiểu và tôn trọng điều đó, chúng ta mới có thể xây dựng được những mối quan hệ khỏe mạnh, bền vững. Việc không truy cầu tới cùng, không nhất thiết phải làm sáng tỏ mọi chuyện, đôi khi lại là biểu hiện của sự khôn ngoan và tinh tế trong cách giao tiếp và đối nhân xử thế. Đôi khi, chỉ cần chúng ta hiểu, đó là đủ. Năm không nói, đó là: thứ nhất, không nói lời vô nghĩa. Hãy cùng nhìn lại một câu chuyện từ làng quê Việt Nam xưa, nơi những lời đồn đại và bàn tán là một thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân. Trong một làng nhỏ, có một người đàn ông tên là ông Nam, được mọi người biết đến với tính tình hiền lành và chăm chỉ làm ăn. Một hôm, trong lúc đi chợ, ông vô tình nghe thấy một nhóm người đang bàn tán về một gia đình trong làng có cuộc sống khó khăn, và một số người trong nhóm bắt đầu đưa ra những lời bàn tán không hay về việc gia đình đó quản lý tài chính không tốt, dẫn đến cảnh nợ nần. Ông Nam, dù biết rõ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình kia và hiểu rằng những lời đồn đoán chỉ là suy diễn không có cơ sở, nhưng ông quyết định không tham gia vào cuộc bàn tán. Ông nhận ra rằng những lời nói đó không những không giúp ích gì cho gia đình kia, mà còn có thể làm tổn thương họ nhiều hơn. Thay vào đó, ông chọn cách giúp đỡ gia đình đó một cách thầm lặng bằng cách mua nhiều nông sản hơn từ gia đình họ để hỗ trợ họ cải thiện cuộc sống. Câu chuyện của ông Nam là một ví dụ điển hình về việc lựa chọn không tham gia vào những lời nói vô nghĩa và tiêu cực. Ông thể hiện rằng, thay vì bàn tán và phán xét, chúng ta có thể lựa chọn hành động một cách tích cực và thiết thực để giúp đỡ người khác. Điều này không chỉ giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn trong cộng đồng, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với cuộc sống riêng tư và hoàn cảnh của người khác. Trong thế giới nơi mà từng lời nói có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt nhờ công nghệ thông tin như hiện nay, việc kiểm soát lời nói của chính mình trở nên cực kỳ quan trọng. Lời nói không có lưỡi dao sắc nhọn, nhưng sức mạnh của nó đôi khi có thể sánh ngang với những vũ khí lợi hại nhất, có khả năng gây tổn thương sâu sắc đến tâm hồn con người. Đáng buồn thay, trong xã hội ngày nay, nhiều lời nói vô tình, những câu nói không suy nghĩ trước khi phát ngôn, lại dễ dàng được truyền đi và nhiều khi còn được coi là chân lý. Điều này không chỉ gây ra những hiểu lầm không đáng có, mà còn có thể phá hoại mối quan hệ và thậm chí là danh dự vào cuộc sống của người khác. Người thông minh biết rằng không nên phung phí lời nói vào những điều vô bổ, không mang lại giá trị. Thay vào đó, họ chọn cách dành thời gian để tự hoàn thiện bản thân mình, nhìn nhận và sửa chữa những khuyết điểm. Thay vì bàn tán về người khác, họ hiểu rằng mỗi lời nói phải được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi lời nói giống như vàng ngọc, mỗi câu nói ra đều có giá trị và ý nghĩa sâu sắc. Lãng phí thời gian vào những lời nói vô nghĩa không những là một hình thức tự hại bản thân mà còn là sự thiếu tôn trọng đối với thời gian của người khác. Điều này không chỉ làm tổn thương đến mối quan hệ giữa cá nhân và những người xung quanh, mà còn phản ánh một cách tiêu cực về năng lực kiểm soát và sử dụng thời gian hiệu quả của bản thân. Vì vậy, hãy trở thành người thông minh trong việc sử dụng từng giây phút của cuộc đời, điều chỉnh và kiểm soát lời nói của mình sao cho phù hợp và thiết thực. Từ đó, xây dựng một cuộc sống ý nghĩa, đáng trân trọng và tránh xa những lời nói vô nghĩa, không chỉ tôn trọng bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Thứ hai đó là không nói tiếng lòng. Hãy xét một tình huống của Anna. Anna là một nhân viên mới vào làm việc ở công ty lớn. Anna là người rất cởi mở và thân thiện. Cô thích chia sẻ chi tiết về cuộc sống cá nhân của mình với đồng nghiệp. Trong những tuần đầu tiên, cô đã kể cho mọi người nghe về mối quan hệ khó khăn với bạn trai cũ và những vấn đề tài chính của cá nhân mình. Một trong những đồng nghiệp của Anna, đó là Linda, đã sử dụng những thông tin đó để làm hại cô trong một cuộc họp. Khi đang thảo luận về việc phân bổ nguồn lực cho một dự án quan trọng, Linda đã đề cập tới tình hình tài chính của Anna, gợi ý rằng cô ấy có thể không đủ khả năng tập trung vào công việc vì phải lo lắng về vấn đề cá nhân.
Điều này đã khiến cho Anna không chỉ mất mặt trước các đồng nghiệp mà còn ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến của cô trong công ty. Sự việc này đã làm tổn thương tinh thần của Anna nghiêm trọng và cô nhận ra rằng mình cần phải thận trọng hơn trong việc chia sẻ thông tin cá nhân với những người không thực sự thân thiết. Kể từ đó, Anna đã học cách giữ bí mật về cuộc sống cá nhân và chỉ chia sẻ cùng với những người bạn đáng tin cậy ngoài công sở. Cô nhận ra rằng không phải ai cũng có ý định tốt và đôi khi lòng tin vào người khác cần được xây dựng dựa trên cơ sở thận trọng và kinh nghiệm. Trong thế giới ngày nay, nơi mà thông tin có thể lan truyền nhanh chóng và dễ dàng, việc giữ bí mật cho chính mình trở thành một kỹ năng quan trọng. Câu nói vẽ người vẽ ra đã khó, biết người biết mặt không biết lòng là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ thực sự biết hết được bản chất thật sâu xa của một con người. Đôi khi, lòng người cách một lớp da và da người ấy có thể dày hoặc mỏng, khó mà đoán biết chính xác. Chính vì thế, khi giao tiếp với người khác, điều khôn ngoan là không nên mở lòng quá mức. Những lời nói thật lòng của chúng ta có thể vô tình trở thành công cụ để người khác sử dụng chống lại chúng ta. Thay vì vội vàng chia sẻ mọi điều trong lòng mình với bất kỳ ai, hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Quen biết có thể nhiều, nhưng lời nói ra phải cân nhắc, đặc biệt là trong những tình huống quan trọng hoặc là nhạy cảm. Chúng ta không nên coi mỗi người chúng ta gặp gỡ là một người bạn thân thiết. Quá trình trưởng thành của một cá nhân không chỉ là việc học cách độc lập về mặt tài chính hay là tình cảm, mà còn là học cách nhận biết và trân trọng những mối quan hệ thực sự có giá trị đối với mình. Những người thực sự hiểu và quan tâm đến chúng ta sẽ không sử dụng những lời chúng ta chia sẻ như một công cụ để làm tổn thương chúng ta. Họ sẽ là những người trân trọng những chia sẻ của chúng ta và bảo vệ chúng ta trước mọi sóng gió. Vì vậy, hãy học cách xây dựng và duy trì những mối quan hệ mà ở đó chúng ta có thể cảm thấy an toàn khi mở lòng. Điều này không chỉ giúp chúng ta bảo vệ bản thân trước những tác động tiêu cực mà còn giúp chúng ta phát triển những mối quan hệ chất lượng, nơi mà lòng tin và sự hỗ trợ lẫn nhau là nền tảng vững chắc cho một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc. Thứ ba đó là không nói lời ca thán. Hãy tưởng tượng một tình huống trong cuộc sống công sở với nhân vật chính tên là Hà. Một nhân viên văn phòng đã làm việc tại công ty trong nhiều năm nhưng gần đây bắt đầu cảm thấy chán nản vì không được thăng chức. Trong khi đó, một đồng nghiệp mới vào công ty cách đây ít lâu lại được thăng chức nhanh chóng. Hà bắt đầu ca thán rằng công ty không công bằng và bày tỏ sự không hài lòng của mình với bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe. Ban đầu, các đồng nghiệp còn đồng cảm với cảm giác của Hà, nhưng dần dần họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải liên tục nghe những lời than vãn. Tình trạng này khiến cho mối quan hệ giữa Hà và các đồng nghiệp trở nên căng thẳng và không khí làm việc chung trở nên nặng nề. Sau một thời gian suy ngẫm, Hà nhận ra rằng mình đã dành quá nhiều thời gian vào việc than vãn thay vì tập trung vào việc cải thiện kỹ năng và hiệu suất làm việc. Hà quyết định thay đổi thái độ, dành thời gian để học hỏi thêm và nỗ lực hơn trong công việc. Hà cũng bắt đầu tham gia vào các khóa đào tạo do công ty tổ chức để nâng cao năng lực của bản thân. Và kết quả là, sau vài tháng, Hà không chỉ cảm thấy hài lòng hơn với công việc mà còn nhận được sự công nhận từ cấp trên. Đồng thời, mối quan hệ với các đồng nghiệp cũng được cải thiện đáng kể. Từ một người thường xuyên than vãn và lan tỏa năng lượng tiêu cực, Hà đã trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho những người xung quanh, chứng minh rằng thay đổi thái độ và hành động có thể mang lại lợi ích lớn cho bản thân và môi trường làm việc. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải đối mặt với những thất bại và phản ứng tự nhiên của con người là bày tỏ sự thất vọng và oán trách. Nhưng như câu ngạn ngữ xưa có nói rằng mất bỏ mới lo làm chuồng là một phản ứng quá muộn màng mà không còn có thể cứu vãn gì được nữa. Thay vì tiếp tục than vãn hay là oán trách số phận, điều quan trọng hơn cả là nhìn nhận lại bản thân và tìm ra nguyên nhân từ chính mình. Ngưỡng mộ người khác là một cảm xúc tự nhiên và có thể rất tích cực nếu nó được chuyển hóa thành động lực để phấn đấu và phát triển bản thân. Tuy nhiên, nếu ngưỡng mộ biến thành đố kỵ, điều này có thể dẫn đến một tâm lý mất cân bằng, khiến hành vi của chúng ta trở nên lệch lạc và cuối cùng đóng góp vào việc phát tán năng lượng tiêu cực. Lời oán thán, nếu nhiều quá, có thể khiến chúng ta mất đi những người bạn và sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Chẳng ai thích bầu không khí âm u, tất cả mọi người đều hướng tới ánh mặt trời ấm áp, thay vì dành thời gian để than vãn, tại sao không? Đây là đoạn văn sau khi đã được thêm dấu câu và chia thành các đoạn nhỏ. Chuyển hướng năng lượng đó vào công việc và những hoạt động có ích. Bằng cách này, không chỉ giúp bản thân tiến bộ mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng và năng lượng tích cực cho người khác.
hãy nhớ rằng mỗi chúng ta đều có khả năng chọn lựa cách mình phản ứng trước mọi tình huống. Chọn lựa làm việc chăm chỉ và lạc quan không những giúp chúng ta tiến xa hơn trong cuộc sống mà còn giúp lan tỏa sự tích cực đến mọi người xung quanh. Vì vậy, hãy bớt ca thán và hãy trở thành người lan tỏa năng lượng tích cực. Thứ tư đó là không nói lời giả dối. Hãy xem xét câu chuyện của anh Tùng, một nhân viên bán hàng có tiếng là chăm chỉ và đáng tin cậy. Một ngày nọ, anh Tùng gặp phải một tình huống khó xử trong công việc khi sản phẩm mà anh bán ra có một số lỗi nhỏ, không đáng kể. Thay vì thông báo ngay lập tức cho khách hàng về vấn đề này, anh Tùng lo sợ mất khách nên đã quyết định giấu nhẹm điều đó và hy vọng rằng khách hàng sẽ không phát hiện ra. Ban đầu, mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ, nhưng chỉ sau vài tuần, khách hàng đã phát hiện ra lỗi sản phẩm và cảm thấy vô cùng thất vọng, không chỉ vì sản phẩm lỗi mà còn vì sự thiếu trung thực từ phía anh Tùng. Họ liền liên hệ với công ty và đưa ra những phản hồi tiêu cực, dẫn đến một cuộc điều tra nội bộ. Anh Tùng cuối cùng cũng đã thừa nhận việc đã không thông báo sự thật cho khách hàng và phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, đó là mất uy tín nghề nghiệp và thậm chí là việc làm. Câu chuyện của anh Tùng là một ví dụ điển hình về những hệ lụy tiêu cực khi lựa chọn không nói lời nói thật. Lời nói dối ban đầu của anh có vẻ như là một giải pháp nhanh chóng để tránh khỏi một tình huống khó xử, nhưng cuối cùng nó đã dẫn đến sự mất lòng tin nghiêm trọng từ khách hàng và ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự trung thực trong mọi tình huống, dù có thể đối mặt với khó khăn ngắn hạn, bởi sự thật luôn là nền tảng vững chắc cho mọi mối quan hệ lành mạnh và bền vững. Thưa quý vị, sự thật luôn có giá trị vượt trội so với những lời nói dối, dù chúng có được trang trí đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa. Như một bong bóng dưới ánh mặt trời, dù có lấp lánh và hấp dẫn đến mấy, rồi cũng sẽ đến lúc nó sẽ bị vỡ tan. Lời nói dối cũng vậy. Dù ban đầu có vẻ hoàn hảo nhưng rồi sự thật sẽ được phơi bày và hậu quả của nó có thể gây ra những tổn thương không ngờ. Người thông minh biết rằng, một khi đã nói dối, họ phải tạo ra hàng trăm lời ngụy biện khác để che đậy và duy trì sự dối trá đó. Quá trình này giống như việc lăn một quả cầu tuyết, càng ngăn quả cầu càng to và cuối cùng sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Điều này không chỉ làm mất nhiều thời gian và công sức, mà còn khiến cho người nói dối phải sống trong sự lo lắng và bất an thường trực. Hơn nữa, một khi chúng ta đã nói dối, chúng ta sẽ để lại cho người khác một ấn tượng không đáng tin cậy. Việc gán mác này không dễ dàng gỡ bỏ và thậm chí còn khó khăn hơn để phục hồi niềm tin một khi nó đã bị tổn hại. Sự mất mát về mặt niềm tin này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại mà còn có thể ảnh hưởng đến những cơ hội và mối quan hệ tương lai. Vì vậy, chúng ta nên luôn nhớ rằng nói lời thật là hành động của sự trung thực và là nền tảng vững chắc cho mọi mối quan hệ lành mạnh và bền vững. Sự thật có thể không phải lúc nào cũng dễ nghe, nhưng nó sẽ giúp chúng ta xây dựng sự tôn trọng lẫn nhau và duy trì một cuộc sống trong sạch và thanh thản. Hãy lựa chọn sự thật, bởi đó là con đường dẫn đến sự tự do thực sự và hạnh phúc bền lâu. Thứ năm đó là không nói lời khoác lác. Có một người tên là Minh, làm việc trong một công ty công nghệ thông tin. Trong một cuộc họp với ban giám đốc, Minh được yêu cầu đưa ra ý kiến về một dự án mới rất tham vọng mà công ty đang cân nhắc để triển khai. Dự án này đòi hỏi kỹ năng và công nghệ mà Minh biết rằng hiện tại công ty chưa sẵn sàng để thực hiện một cách hiệu quả. Trong khi một số đồng nghiệp của Minh muốn thể hiện mình trước ban giám đốc, đã bắt đầu đưa ra các lời hứa hẹn lớn lao về việc họ có thể hoàn thành dự án trong thời gian ngắn và với ngân sách hạn hẹp. Minh chọn một hướng tiếp cận khác. Anh ta thẳng thắn thừa nhận rằng dù anh và đồng đội của mình rất hào hứng với dự án, nhưng hiện tại họ cần thêm thời gian để nghiên cứu và phát triển các công nghệ cần thiết để đảm bảo rằng dự án có thể được thực hiện một cách thành công. Bằng cách không khoác lác về khả năng của bản thân và công ty, mình không những giữ được uy tín của mình mà còn giành được sự tôn trọng của cả ban giám đốc. Họ đánh giá cao sự trung thực và thận trọng của anh và quyết định rằng công ty sẽ đầu tư thêm vào nghiên cứu và phát triển trước khi bắt đầu dự án. Câu chuyện này minh họa rõ ràng về tầm quan trọng của việc không nói lời khoác lác và thể hiện sự chín chắn trong cách đưa ra quyết định và phản hồi, giúp xây dựng lòng tin và sự tôn trọng trong môi trường công sở. Thưa quý vị và các bạn, người xưa từng nói rằng, biết người là kẻ trí tuệ, biết mình là người thông minh. Sự thông minh thực sự không nằm ở việc khoác lác hay huênh hoang về những gì mình có thể làm, mà là sự hiểu biết rõ ràng về khả năng của bản thân. Những người thực sự thông minh biết rằng không cần phải dựa vào sự khoác lác để tạo dựng hình ảnh cho mình.
Họ không bao giờ hứa hẹn làm những gì nằm ngoài khả năng của mình và luôn giữ lời hứa của họ chắc chắn như đinh đóng cột. Người quân tử luôn nói lời có trọng lượng và không tham gia vào những cuộc trò chuyện không cần thiết. Họ hiểu rằng không phải mọi lời nói đều cần được phát ra và không phải mọi hành động đều cần sự can thiệp. Khi chúng ta học cách giữ miệng lưỡi mình vào những thời điểm cần thiết, chúng ta không chỉ bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối không đáng có, mà còn thể hiện sự trưởng thành và khôn ngoan trong cách sống. Đây chính là bí quyết của những người có trí tuệ, biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng, và luôn giữ cho lời nói của mình có giá trị và trọng lượng. Quý vị và các bạn thân mến, những người giàu có và thành công không chỉ khác biệt nhau về ý tưởng, tư duy hay cách vận hành, mà còn ở những thói quen hàng ngày. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số thói quen nhất định có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc đạt được thành công. Hãy cùng khám phá những thói quen cải biến ngoạn mục của những người thông minh và thành đạt, những người biết cách tạo dựng cơ đồ và duy trì thành quả của mình. Thứ nhất, người thông minh thường có thói quen đọc sách mỗi ngày. Đọc sách không chỉ cung cấp kiến thức và thông tin mới, mà còn mở rộng tầm nhìn, giúp họ suy nghĩ đa chiều và sáng tạo hơn. Warren Buffett, tỷ phú đầu tư, từng chia sẻ rằng ông dành khoảng 80% thời gian mỗi ngày để đọc. Thứ hai, người thông minh có thói quen dậy sớm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người dậy sớm thường có xu hướng tổ chức và quản lý thời gian tốt hơn. Việc bắt đầu ngày mới trước người khác không chỉ giúp họ có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ và lên kế hoạch, mà còn tạo cảm giác chủ động và kiểm soát được cuộc sống của mình. Thứ ba, người thông minh thường luyện tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất mà còn có lợi ích cho tinh thần. Một tâm trí minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp họ đối mặt với những thách thức trong công việc và cuộc sống một cách hiệu quả. Thứ tư, người thông minh có thói quen lập kế hoạch và đặt mục tiêu rõ ràng. Người thành công biết mình muốn gì và họ lập ra các bước cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Việc này không chỉ giúp cho họ giữ được định hướng mà còn tạo động lực để không ngừng nỗ lực mỗi ngày. Và cuối cùng, người thông minh thường xây dựng mạng lưới quan hệ rộng, không ngại kết nối với người khác và thường xuyên chia sẻ kiến thức cũng như là tìm kiếm cơ hội từ những mối quan hệ của mình. Mạng lưới quan hệ tốt sẽ mở ra nhiều cánh cửa và cơ hội và từ đó giúp họ đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Những thói quen này, khi được áp dụng một cách nhất quán và kiên trì, có thể tạo ra những thay đổi ngoạn mục trong cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người. Vậy nên, hãy cân nhắc xây dựng và duy trì những thói quen tốt để từng bước tiến tới thành công và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, những lời khuyên từ cổ nhân về ba điều không hỏi, năm câu không nói không chỉ là bài học về sự khôn ngoan mà còn là hướng dẫn về cách sống tốt đẹp trong giao tiếp hàng ngày, trong mọi tình huống. Việc áp dụng những nguyên tắc này giúp chúng ta trở thành người thông minh trong mắt người khác, duy trì mối quan hệ lành mạnh và tạo dựng được uy tín cá nhân. Đồng thời, chúng cũng là chìa khóa để mở ra những cánh cửa của sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau trong xã hội. Bởi vậy, hãy ghi nhớ và thực hành những bài học này, không chỉ để phát triển bản thân mà còn để góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh và tiến bộ, nơi mà mỗi người đều được coi trọng và trân trọng. Và như thường lệ, trong phần cuối của bài chia sẻ, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề Bốn cái ngu của tác giả Sơn Nam. Mấy người hàng xóm la hoảng lên: Tư Hưng đâu rồi? Nuôi heo bầy mà bỏ nó chạy cùng đường cùng xá, sao không nhốt lại? Thiệt hết nói, tanh rình tanh ói, chỗ nào cũng một đống, ai hơi đâu mà hốt. Nó còn ủi nền nhà, phá mấy liếm cải, nói ra thì mất lòng, để trong bụng thì ấm ức. Tư Hưng từ đầu xóm chạy lơn tơn về, lên tiếng thanh minh rằng: Bà con ơi, tôi nhốt heo lại rồi, chắc lại vợ tôi quên. Vợ tôi nó dại dột thì tôi chịu tội. Nói xong, Tư Hưng chạy lùa ba con heo nái. Heo chạy tán loạn, đâm ngay vào vách lá, chui vào trong nhà. Anh ta nói to: Em ơi, coi chừng heo chạy bề đồ đạc. Nhưng hỡi ơi, trong nhà không có một tiếng trả lời. Anh ta vào nhà, chạy tới trước cửa ngõ, nhìn ráo rác: Vợ anh đâu rồi? Hay là đã xách gói trở về nhà cha mẹ ruột? 4 tháng qua vợ chồng anh ta gây lộn liên tục bất tận, tính đồ đồng 2 ngày là xảy ra một cuộc cãi vã. Tư Hưng nói: Đi đâu đi phức cho rảnh, gặp con vợ như vậy mau tàn mạt lắm. Thật là vừa lúc ấy, ông Hai Kiểm đi ngang qua, lên tiếng: Chuyện gì đó, Hưng? Vợ chồng mới cưới,
nếu cơm không lành cành không ngọt thì đóng cửa dạy nhau. Dạ, chuyện rắc rối lắm, đổ bể tùm lum. Cái gì đổ bể, cháu nói mau. Ông Hai Kiểm, người làng nghèo, là một nhân vật được mọi người quý mến bởi lòng tốt và sự nhiệt tình trong việc giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, lần này ông lại cảm thấy nặng lòng với quyết định của mình. Ông đã đứng ra làm mai mối cho Tư Hưng, một chàng trai nghèo trong làng, và đã vay mượn một số tiền không nhỏ để đáp ứng yêu cầu của gia đình cô dâu về số vàng cưới hỏi. Nhà gái đã đòi một đôi bông tai và hai chiếc vòng bằng vàng, tổng cộng một lượng vàng, một số tiền không hề nhỏ đối với bất cứ ai trong làng nghèo. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của Tư Hưng nhưng vẫn muốn tác hợp cho hai trẻ, ông Hai Kiểm đã dùng uy tín và lòng tin mà mọi người dành cho mình để vay mượn số tiền này, mà không hề suy nghĩ đến hậu quả của việc này đối với bản thân mình. Khi chủ nợ, người cũng là bạn hàng xóm lâu năm của ông, đặt câu hỏi về khả năng trả nợ của đôi bạn trẻ, ông Hai Kiểm đã mạnh dạn đáp lại rằng họ sẽ nuôi heo nái để bán heo con, từ đó trả nợ dần. Ông nói điều này với một niềm tin mãnh liệt vào sức lao động và ý chí của hai con người trẻ. Ông tin rằng, với sự chăm chỉ và quyết tâm, Tư Hưng và vợ sẽ có thể vượt qua được khó khăn và dần dần trả hết nợ, cũng như xây dựng cuộc sống gia đình của mình. Tuy nhiên, sâu thẳm ở trong lòng, ông không khỏi lo lắng. Ông biết rằng, việc nuôi heo không chỉ đơn giản là có heo nái rồi sẽ có heo con để bán. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như là thị trường, dịch bệnh và khả năng quản lý của Tư Hưng và vợ. Ông cũng biết rằng, bản thân mình đã đặt cược quá nhiều vào sự thành công của kế hoạch này. Và nếu nó không thành công, không chỉ Tư Hưng và vợ, mà chính ông cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề. Lòng tốt cần đi kèm với sự khôn ngoan và tính toán thận trọng. Những chuyện đáng buồn đã xảy ra đến tai ông Hai Kiểm, dư luận hàng xóm đã đồn đãi quá nhiều. Ban nãy, ông gặp cô vợ trẻ của Tư Hưng ở bờ chuối sát ven đường. Ông hỏi, cháu đang làm gì đó? Cô vợ nó đáp, dạ, cháu cắt lá chuối khô đem về bó lại làm ù ù cho heo ngủ. Cháu biết lo xa, bác mừng lắm. Xứ này nhiều muỗi, để heo ngủ trần mà mang tội, làm sao heo mau lớn đúng tạ được. Sao thằng Hưng không ra đây làm công việc tiếp với cháu? Cô vợ nọ ôm mặt khóc. Bấy giờ, ông Hai Kiểm mới nhìn tường tận gò má cô ta bầm tím. Ông thở dài, định tìm Tư Hưng để dạy dỗ. Rẻ đâu, vừa đi ngang cửa là nghe giọng nói vỗ về của anh ta. Ông Hai Kiểm vào sân, nói lẩm bẩm. Làm gì mà quát nạt, cái gì đổ bể? Dạ, mời bác vô nhà, cháu nói hết đầu đuôi cho bác nghe. Rồi Tư Hưng tố cáo bao nhiêu sự lơ đãng của vợ, nào là vợ ngủ trưa, nào vợ kho cá ăn mặn đắng, nào vợ lười biếng nuôi heo, và nhất là ưa cái vã với chồng. Hễ giận hờn, lập tức cô vợ bỏ nhà ra sau vườn. Ông Hai Kiểm dùng tình cảm để khuyên nhủ. Nó lo cắt lá chuối kho, chớ đâu có phải dạo xóm ngồi lê đôi mách hoặc là đánh bài tứ sắc. Cháu hãy bình tĩnh, vợ nó có lỗi thì dạy dỗ bằng lời nói nhỏ nhẹ. Tư Hưng nói nhanh. Dạ, nó cứng đầu lắm. Hễ cháu đánh là nó đứng lì một chỗ, không thèm chạy. Tử nhưng mà, cháu đừng đánh ngay con mắt vợ. Tư Hưng phục thầm sự nhận xét của ông Hai Kiểm. Sao bác biết? Trời đất, xui kiến như vậy. Bác sống tới năm này là 60 tuổi rồi. Đàn ông ưa bà tai vợ, tán ngay con mắt, rủi đuôi con mắt thì sao cục cu. Cu cu cu. Ông Hai Kiểm bước tới lui ngắm nghía con cu mồi mới mua ở sẹo bần với giá là 15 dạ lúa. Ông bắc ghế đứng lên, mang cặp kiếng nói thì thầm. Ồ, con cu 2 cốt, chưa chắc hồi bữa hổm nó gáy tới 4 cốt rồi. Bác đưa tay lên miệng, bụng lại nhái giọng gáy cục cú cu cu. Tức thời, con cu mồi nhảy nhót, vỗ cánh đòi bay ra khỏi cái lồng bằng tre. Nó đứng lại, há mỏ ưỡn ngực, cục cu, cu 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 cu. Ông Hai Kiểm cười giòn, nói, giỏi quá, chót làm thằng ngu thì ngu luôn cho trọn kiếp. Sáng mai, mày nhớ gáy đủ 4 cốt cho tao. Từ ngoài cửa, Tư Hưng bước vào. Anh ta nghe lóm tiếng được tiếng mất, nói, bác Hai ơi, nói chuyện với ai vậy? Tư Hưng đó hả? Bác nói chuyện với con cu mồi. Gần Tết rồi, cu gáy vang dậy ngoài đồng. Bác tính cho con cu mồi này ra nghề, mua tới 10 sạ lúa đó. Tư Hưng vẫn thắc mắc, hỏi, con cu này mua quá mắc, nhưng tại sao ngu dại? Nếu nó khờ thì luyện tập lại. Bác dành nghề gác cu lắm mà.
một dịp may để ông Hai Kiểm giải tỏa bao nhiêu là thắc mắc. Ông rót nước trà, ngồi cao hứng rung đùi và nói: ở đời có bốn kia ngu, làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu. Mấy câu đó ý nghĩa như thế nào khó lắm, nói ra sợ cháu hiểu lầm. Ông bà mình hồi xưa đặt để câu đó nhắn nhủ mấy người lớn tuổi mà ưa làm chuyện bá vơ như bác. Cháu thử nghĩ, bác ở không suốt ngày chỉ còn biết tiêu khiển bằng cách là thăm viếng người tròm xóm, giúp đỡ lặt vặt, rồi thì dưỡng nhàn. Cháu biết tại sao làm mai là cái ngu dại thứ nhất. Tư Hưng đáp: dạ cháu hiểu mơ màng thôi. Nói ra cháu đừng giận nghe. Không mình làm mai giúp hai gia đình, hai bên, bên gái kết tình thông gia cùng với bên trai. Nếu con cái của họ ăn ở với nhau êm ấm thì thôi. Nhưng mà ngược lại, bằng gặp thứ hai lỗ mãng, thứ gái thì lười biếng, hỗn hào, thì thế nào bên trai hay là bên gái cũng trách móc ông mai. Nào là thằng rể hoặc là con dâu nó tệ quá. Không khéo, vài ngày nữa nếu vợ chồng cháu chưa hòa thuận với nhau được. Tư Hưng cúi đầu: dạ dạ cháu hứa. Đây là cái ngu thứ nhì của bọn già cả có chút ít thể diện hoặc là điền sản như bác. Mình lãnh nợ dùm cho thiên hạ. Nếu có nợ trả đủ thì chủ nợ vui sướng hưởng tiền lời, bằng không họ lại mắng vốn. Còn cái ngu thứ ba là gác cu. Nghe đến đó, Tư Hưng mỉm cười. Gác cu tức là đem con cu mồi ra ở ngoài ruộng để cho cu gáy lên, và nhiều bắt con cu rừng. Mấy ông cai tổng, ông hội đồng địa hạt thường gác cu vào mùa này. Tư Hưng còn nhớ năm ngoái ông cai tổng đi gác cu với vài đứa tiểu đồng, mang theo nào là chả ấm, thịt gà, cơm nếp. Tại sao gác cu là cái ngu dại thứ ba? Anh ta hỏi mãi. Nhưng Hai Kiểm cứ lắc đầu. Sao rốt anh ta gợi ý? Dạo này, hễ ở nhà thì gây gổ với vợ. Cháu muốn theo bác làm đứa tiểu đồng để học nghề. Hồi đó tới giờ thì cháu ưa đá gà, đá cá thia thia. Mai kia mốt nọ, về già cháu sẽ gác cu như bác. Đừng cháu ơi, dại dột lắm. Con cu mồi gáy vang lên. Ngoài bờ tre xa xôi, dường như có tiếng đáp lại khiêu khích. Cu kêu ba tiếng, cu kêu cho mau, tới Tết dựng nêu, ăn chè. Ông Hai Kiểm căn dặn Tư Hưng nên về nhà giúp công việc lặt vặt cho vợ bớt mệt, nhất là sửa các chuồng heo, đừng để lối xóm phiền hà. Sáng hôm sau, Tư Hưng đã có mặt tại nhà ông Hai Kiểm. Hai người ăn cơm rang dằn bụng, rồi lên đường. Ông Hai Kiểm đi trước, xách cái sáu, tức là cái lồng bằng dây chỉ trong đó có để con cu mồi. Tư Hưng theo sau, vác một cây sào dài. Đầu cây sào có cái móc nhỏ bằng sắt, lại còn có cái bình tích đầy trà nóng, hộp quẹt và chiếc chiếu. Gió chướng thổi lao xao, mang hơi lạnh từ phía tây bắc báo hiệu ngày gần Tết. Mặt trời lên cao, bầu trời vẫn chưa trong sáng, vài đám mây đen bay lờn vờn, thứ mây chuyển mưa còn rơi rớt. Mùi lúa chín xông lên vừa nồng vừa ấm. Qua khỏi bờ ven, hai người đều sắn quần lên tận gối. Lá lúa cứa vào da hơi rát, đôi khi bùn ngập tới nửa ống chân, vài con cỏ trắng đáp xuống vũng nước cạn, rình cá tôm. Ông Hai Kiểm bước khá nhanh, dõi mắt nhìn đăm đăm về hướng cây gáo cổ thụ giữa đồng. Đến nơi, Tư Hưng đứng lóng ngóng. Ông Hai Kiểm nói: trải chiếu ra ngồi xuống, nếu khát nước thì uống trà cho thấm giọng. Trèo lên cây gáo bẻ vài nhánh cây nhỏ, quẳng xuống cho bác. Ông Hai Kiểm đem lá cây ghim lên cái sáu. Nhờ làm như vậy để cho cu rừng không thấy cái lồng bằng dây chì. Lát nữa cu rừng sẽ bay tới đậu trên cái sàn trước mặt sáu. Còn mớ lưới này, mình giương lưới lên, gài chốt. Cu rừng đến trước mặt cái sáu khiêu chiến. Nếu cu đạp nhầm cây chốt, lưới chụp xuống cái sàn, tốn con cu rừng đâu đó. Xong xuôi, ông Hai Kiểm dùng cây xào có móc sắt mà đưa cái sáu lên gần ở trên ngọn cây gáo. Ông bước ra xa, nhìn đôi ba lần khen ngợi. Được rồi. Cu rừng chẳng bao giờ biết con cu mồi đang nhốt ở trong cái sáu, và trước mặt sáu là cái sàn nhỏ có lưới dương lên êm lắm. Hai người rút lui vào lùm cây mua hơi thấp, vạch một lỗ khá to trong lùm rồi chui vào đó. Tư Hưng nói nhanh, giống như ngồi trong hang. Ồ, người gác cu ngồi ngoài bờ, ngoài bụi như vậy, nếu đứng lom khom ở ngoài chỗ trống trải, cu rừng đâu có thèm tới nạp mạng. Ngồi giữa lùm cây, ông Hai Kiểm hút hết điếu thuốc này qua điếu thuốc khác. Con cu mồi bị nhốt ở trong sáu bắt đầu gáy vang, cúc cu 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 cu. Ông cười giòn, nói: giỏi quá, ra đây nó gáy tới ba cốt. Tư Hưng hỏi: dạ, cốt là cái gì ạ? Theo tiếng lóng của nhà nghề,
mấy tiếng cúc cu cu gọi là tiếng cốt, con cu mồi này gáy ba cốt bảnh quá. Cháu nghe lại thử, nó gáy kìa, từ ngọn cây gáo, con cu mồi cất tiếng thành thót, cu 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 cu. Ông Hai Kiểm nhướng mắt, đó, nó gáy đủ bốn cốt, loại cu nào nhiều cốt thì được cu mãi say mê. Lúc lúa chín, cu rừng bắt đầu phân đồng, mỗi con cu trống chiếm một khu vực riêng biệt, và từ cây này qua bờ tre bên kia, nó tha hồ ăn lúa chín và tình tứ với bọn cu mái. Nếu con cu trống nào mà toang vào khu vực của nó sẽ đánh đuổi và đá và cắn tơi bời. Thí dụ như khu vực này, từ cây gáo qua bờ tre, đã có sẵn một con cu trống làm bá chủ. Mình đem con cu mồi này tới, sẽ xâm chiếm, và lát nữa thì con cu trống sẽ ra để cùng tranh cắn, đánh đuổi con cu mồi này, để rồi bị lưới chụp xuống. Thời khắc trôi qua chậm chạp, Tư Hưng bắt đầu nản chí, muốn xin phép rút lui về nhà để nuôi heo trả nợ đám cưới. Bỗng đầu, từ phía bờ tre đối diện, có giọng gáy thanh tao, cúc cù cu cu cu. Ông Hai Kiểm ngồi nhổm tới, nép sát vào bụi cây mua, mang kiếm nhìn qua ké lá, nói, đó, con cu rừng lên tiếng đòi đá lộn với con cu mồi của bác. Sao nó chưa qua? Cháu nên bền trí, cu rừng khôn ngoan lắm, nó hồ nghi điều gì bất an. Nhiều con cu rừng đã bị lưới chụp hụt vài trận rồi, nó còn dè dặt dò xét tình hình. Trên ngọn cây, cu mồi gáy lên thúc giục, cu 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 cu. Từ phía bờ tre, cu rừng bay nhanh qua cây gáo, đảo hai ba vòng, toan đáp xuống. Tư Hưng hỏi, nó tìm kẻ thù hả? Bác nói chuyện nhỏ nhỏ chút, coi chừng nó nghe. Nó tìm kẻ tình địch. Cu rừng này cho rằng con cu mồi trong bụi là kẻ từ nơi xa lạ đến để xâm chiếm cánh đồng lúa để ăn no và chiếm đoạt người yêu của nó. Tại sao nó bay qua đây hồi nãy? Bác nói, con cu rừng này đầy đủ kinh nghiệm, chết hụt nhiều lần nên khôn ngoan. Lời tục thường nói, biết chết nhưng cũng nhào vô. Con chim ghét nhau vì tiếng gáy. Cu rừng gáy hai cốt ghét con cu mồi gáy tới bốn cốt. Nó cho rằng có kẻ bảnh trai hơn toàn chiếm đoạt sự sống của nó. Im đi, qua ké lá, Tư Hưng thấy rõ ràng con cu rừng. Nó thuộc loại cu cườm, mớ lông chung quanh cổ nhuộm màu hường dệt và lấm tấm những điểm trắng tuyết, mỏ và đuôi chân đỏ sẫm, nhất là con mắt tròn xoe, sáng ngời, lấp lánh như giọt máu tươi. Nó khôn quá, nó nhảy trên nóc lục chớ không thèm nhảy trước cách sàn để vướng vào bẫy. Cháu nói đúng, nhưng con cu mồi của bác còn khôn hơn. Con cu mồi nhảy nhót, vỗ cánh ngược lên trời, nhưng bầu trời của nó quá hẹp, nó té xuống. Nó bước tới sát lưới, cua chân, cu đá nhau như gà, dùng mỏ mà cắn, đưa chân mà quạo. Con cu rừng cứ bay quanh quẩn rồi đứng trên sáu mổ xuống, để khỏi xa tròn, chủ mà cạ bẫy. Lát sau, nó bay lên trên cao, trở qua bờ tre, gáy inh ỏi thứ tiếng gáy kém đẹp, có hai cốt, cu cu. Khi chấm dứt, ông Hai Kiểm đưa tay lên miệng, nhái tiếng gáy để thúc giục cu mồi. Cu mồi lại gáy khoe giọng thiên phú đến bốn cốt. Nắng lên cao, cu rừng dường như còn phân vân chưa chịu sát chiến. Tư Hưng thở dài, nói, chừng nào nó bay qua đây. Ông Hai Kiểm đáp, bữa nay không xong thì chờ ngày mai, ngày mốt. Không xong thì ngày nọ, ngày kia. Gác được một con cu rừng khôn ngoan, mình vui hơn là gác con cu rừng thứ dại dột. Cháu mệt mỏi rồi hả? Tư Hưng ngáp dài nói, để cháu về nhà lo cái chuồng heo. Cháu muốn về thì cứ về, bác không dám cản. Cháu nghe vậy, Tư Hưng lật đật cầm cây sào, bước ra khỏi lùm cây. Ông Hai Kiểm kêu lên, Tư, Thanh làm gì vậy? Cháu về thì về một mình, để bác ở lại. 7 ngày sau, Tư Hưng đã quên hẳn chuyện gác cu của ông Hai Kiểm. Hàng ngày, anh ta lo nuôi heo, quét nhà, sửa sang bồ đựng lúa. Vợ chồng đối xử với nhau êm ấm. Lúc vợ chồng Tư Hưng đang ăn cơm chiều, bà Hai Kiểm chạy vô sân, nói hơi hãi, Tư mày thấy bác hay mày ở đâu không? Trời mưa lất phất lạnh lẽo, trận mưa bấc dai rằng còn rơi rớt. Tư Hưng nhìn bà Hai Kiểm thương hại, nói, chuyện gì mà bác gái dầm mưa? Lâu rồi cháu không gặp bác trai. Ông đi gác cu với mày mà mỗi ngày mỗi đi từ bữa đi chung với mày đó. Dạ, cháu theo bác trai có một buổi đầu mà thôi. Kiếm bác trai mày dùm tao, tao khổ nghi quá. Lập tức, Tư Hưng buông chén đũa, chạy ra sau vườn. Trời vẫn mưa,
mặt trời khuất đâu mất, cảnh vật tối om, cây gáo đứng chơ vơ giữa đồng như bóng ma tơi. Tư Hưng sục soát bụi cây, chẳng có cái sáu nào cả. Tư Hưng thất vọng trở về, bỗng dưng anh ta nhớ tới cái bờ tre bên kia, đối diện với cây gáo. Anh ta chạy qua, nhướng mắt, giữa bụi tre, cái sáu gác lơ lửng, trên đó có con cú mồi và một con cu rừng bị lưới trúc. Con cu rừng và cu mồi đều quẫn trí, bất phân thắng bại, vinh nhục, lông cánh thì lù xù vì dầm mưa quá lâu. Nhưng ông Hai Kiểm ở đâu? Tư Hưng toàn kêu lên nhưng sợ làm lộ bí mật nhà nghề. Anh ta bèn đưa hai tay lên miệng bụng lại, nhái tiếng cu kêu, cúc cu 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 cu. Bỗng nhiên, bụi nhãn lồng nhúc nhích, có tiếng rên hừ hừ. Tư Hưng ngỡ là ma, nhát, sửa soạn co chân tẩu thoát. Nhưng giọng run rẩy của ông Hai Kiểm vang ra từng đợt. Cứu tao, tao gần chết á khẩu. Tư Hưng cõng ông Hai Kiểm vào nhà, đốt lửa hơ, cạo gió mua, thuốc cảm mạo, nấu cháo thương hàn. Vài phút sau, ông Kiểm mới tỉnh táo, nói thân mật. Tao chờ đợi, mặc mưa suốt buổi. Con cu mồi bay qua, rốt cuộc con cu rừng chịu đá lộn. Mặc dù bị gài bẫy, nhưng cũng đá vui quá. Ừ, ngu quá. Con cu rừng đó tao cho vợ chồng mày nướng ăn. Hồi xưa, nhiều người đi gác cu như tao, rồi rình mò. Rẻ đâu phía sau lưng có con cọp đang chờ ăn thịt. Thú gác cu không đem lợi lộc gì giáo, mà mình ham cái thói phong lưu đó. Nguy hiểm lắm. Nếu mày không ra ngoài cứu kịp thì tao á khẩu chết luôn ngoài bụi tre rồi. Đó là cái ngu thứ ba, làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu. Mà Tư Hưng mỉm cười. Nhờ đến cái ngu thứ nhất thứ nhì, dạ hai vợ chồng cháu cỡ này để huề lắm. Ba con heo nái đang có chửa, món nợ mà bác bảo lãnh hồi cháu sửa soạn cưới vợ. Tao hiểu rồi, dáng mà làm ăn thôi, tao về kẻo bác gái mày trông đợi. Dạ, trời còn mưa lai dài, để cháu nhắn tin cho bác gái hay. Còn cái ngu thứ tư, nó ra làm sao bác, cầm trầu hát bội rằm tháng riêng, cháu sẽ thấy, hễ mình ít trầu. Bọn đào kép cho rằng mình là thằng già cầm trầu khó khăn, phách lối, khinh khi kẻ sướng ca vô loại. Nhưng nếu mình đánh trầu đúng điệu thì có kẻ diêm sàng cho rằng mình là thằng già dê, cứ định cầm trầu khen ngợi mấy cô đào trẻ mà quên mất cô đào già. Tư Hưng nắm bàn tay gân guộc của ông Hai Kiểm, nói, bác tử tế quá. Sao mày biết, đừng có nịnh tao, vợ chồng mày nên ăn ở thuận thảo đi. Giọng Tư Hưng như ngậm ngùi nói, bác dám lãnh đủ bốn cái ngu ở trên đời không màng tiếng bấc tiếng chì. Cái tiêu khiển của bác không làm hại cho ai, và bác dám gánh trách nhiệm để cho kẻ khác vui sướng. Cháu phục mấy ông già xưa quá trời. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị và các bạn sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa quý vị nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của sách Nói Minh Triết.